Cuộc đời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đi cùng những năm tháng hào hùng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Với nhà báo Ngô Minh Đạo, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, hình ảnh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong lòng ông luôn đậm sâu và rõ nét. Nhà báo Ngô Minh Đạo sinh năm 1937 tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông có 40 năm là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, 17 năm làm phóng viên chuyên trách phục vụ 4 nhiệm kỳ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ, gồm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong đó có 9 năm, ông là phóng viên chuyên trách của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhiệm vụ của anh em chúng tôi là không được để sót và để sai những cái hoạt động của Thủ tướng. Mấy nhà phóng viên đi với cụ là rất thích, vì cụ rất xa xưa làm việc, mà cụ cũng rất là yêu những em mà làm việc tích cực. Công việc của một phóng viên chuyên trách khá đặc biệt. Không Tết truyền thống nào, ông đón Tết cùng gia đình, bởi cùng các vị lãnh đạo đi chúc Tết nhiều nơi. Bù lại, nhà báo Ngô Minh Đạo được đi khắp mọi miền đất nước và đến nhiều quốc gia trên thế giới. Với ông, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người rất chan hòa, vui vẻ và quý các anh em phục vụ. Tinh thần trách nhiệm của ông rất cao, cái đó nó ảnh hưởng đến anh em chúng tôi. Là thấy ông làm việc như thế, thì mình nghĩ là nó có một cái sức thuyết phục lôi cuốn anh em. Và khi mà đi làm việc với ông là cũng quên hết, chả thấy mệt mỏi cái gì, mà chỉ thấy là cái sau một chuyến đi mà hoàn thành nhiệm vụ là mừng. Trong thời gian phục vụ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà báo Ngô Minh Đạo đặc biệt xúc động với sự gần dân, trọng dân và vì dân của cố Thủ tướng. Cái hôm ấy là Chủ nhật lên thì lúc bây giờ mới thấy ông còn đang ngụy hóa trang, đeo râu rồi đội mũ rồi có một cái ba tong đi trông y hệt như là một cái Việt kiều ở nước ngoài về thăm quê hương ấy. Khi nói chuyện với bà con ở trên cái đê Yên Phụ là người ta nói hết, nói những cái điều mà họ muốn nói, thì ông cũng nghe được những cái điều mà trong báo cáo không có thì ông rất thích. Hàng ngàn bức ảnh là nguồn tư liệu quý giá giúp cho các thế hệ hôm nay hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.